Chúa cho chúng con được gặp nhau, kết nên mối duyên bền lâu. Dù cho sóng gió bão tố, nguyện một lòng mãi không đổi thay. Vì sự gì Thiên Chúa đã kết nối thì loài người không thể chia lìa. Và Ngài hằng ghé mắt chúc phúc tình vợ chồng thắm nồng yêu thương. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con đường tình trăm năm, qua bao nỗi cơ cầu mây tím giăng sầu, nguyện mãi có nhau. Yêu thương kết trái vạn ngày dài, tình nghĩa không phôi phai. Ngài thương che chở hai trái tim nồng nàn yêu thương, xây mái ấm gia đình son sắt ân tình, người sáng đức tin. Tình yêu có Chúa không bao giờ héo úa, muôn thuở thuộc về nhau. Chúa sẽ kết trong tình yêu, lời kinh thấm thiết sớm tối, tình vợ chồng ấm êm thủy chung. Vì sự gì Thiên Chúa đã kết nối thì loài người không thể chia lìa. Chọn một niềm kính mến phó tha, nguyện Ngài hằng giữ xin nâng niu. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con đường tình trăm năm, qua bao nỗi cơ cầu mây tím giăng sầu, nguyện mãi có nhau. Yêu thương kết trái vạn ngày dài, tình nhân linh cha bà con bà thánh thần. Nguyện xin ân sủng được Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa anh chị em, đầy cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Phêrô Đỗ Văn Hinh và chị Anna Trần Thị Trang. Trong ngày họ quyết định lập gia đình, đối với họ đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy chúng ta hãy hết lòng yêu mến nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện việc tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, đội cùng với hội thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản ban này Chúa Cha, xin Ngài thấy lòng nhân hậu đón nhận và ban phúc lành, làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con cảm tạ Chúa.
Chúa thương chờ che. Ôi,
người thương luôn ban cho bạn an bình hân hoan sướng vui. Vì đây bao nhiêu phúc lộc chưa tràn suốt trong một đời. Bạn ơi công lao tay bạn dài lâu ra hoa thơm lù, mừng cho Sion hưng thịnh và vui con cháu lớn khôn tài hoa. Dựng xây mái ấm lâu bền, tình yêu mái ấm tươi màu, cùng ca khen Chúa phúc cho đời con. Trong tình thương yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã nộp mình vì chúng ta, anh em hãy cùng tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Các bà vợ hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu người vợ như Đức Kitô là đầu Hội Thánh. Chính người là đấng cứu độ thân thể mình, như Hội Thánh phục tùng Đức Kitô thế nào thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và nộp mình vì Hội Thánh để thánh hóa Hội Thánh. Khi người dùng nước và lời mà thanh tẩy Hội Thánh để bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không tỉ ố, không vết nhăn hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để Hội Thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô nuôi dưỡng và chăm sóc Hội Thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân thể người, bởi thế người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu thương vợ như chính mình, còn vợ hãy kính trọng chồng. Đó là lời Chúa. Không phải tất cả những ai nói lạy thầy, lạy Chúa
Ai nói với thầy, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng là người thực hiện ý cha thầy đứng ngự trên trời. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì giống như người khôn ngoan xây nhà mình trên đá. Dù mưa đổ, sông tràn, gió bão nổi lên và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập vì được xây trên nền đá. Và những ai nghe lời thầy nói đây mà không đem ra thực hành thì giống như người thờ dài xây nhà mình trên cát. Khi mưa đổ, sông tràn, gió bão nổi lên và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và đổ nát tan tành. Khi Chúa Giêsu đã nói những lời trên, đám đông dân chúng kinh ngạc về giáo lý của người, vì người giảng dạy như đấng có uy quyền chứ không như các luật sĩ của họ. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, tôi có ý chọn bài tin mừng của Thánh Matthew đọc trong thánh lễ cưới là cái bài giảng của Chúa Giêsu về một cái kinh nghiệm, từ cái kinh nghiệm xây nhà. Ai nghe lời thầy dạy, tức là lời của Thiên Chúa nói với con người, nói với mỗi người. Nếu nghe lời của Chúa và áp dụng lời Chúa vào đời sống thì giống như người khôn ngoan xây nhà mình trên đá. Khi cái căn nhà, ngôi nhà ấy xây dựng trên nền đá vững chắc thì dù mưa đổ, sông tràn, gió bão nổi lên và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập vì được xây trên nền đá. Đấy là cái kinh nghiệm mà Chúa Giêsu rút ra từ cuộc sống, nhà trên, nhà xây dựng trên nền đá vững chắc. Thế giới trong tháng 9 kinh hoàng về cái trận lụt ở Libya, mấy chục, hai chục ngàn người chết, nhà đổ tan tành. Anh chị em xem hình ảnh người đấy chụp chiếu truyền hình thì chúng ta thấy tan tành. Nhưng mà có những ngôi nhà thì lại được vững chắc. Nhà có cái nhà sụp đổ, có cái nhà vẫn đứng yên ngang giữa một cái trận lũ kinh hoàng như vậy. Hai cái đập chứa bao nhiêu là nước đổ rồi xuống cái thành phố mà chúng ta thấy kinh hoàng không? Mưa là mưa tầm tã, hay rồi nước hơi chứa lại thành một khối khổng lồ ở trong cái hồ, hay rồi thì vỡ đập và cái khối nước khổng lồ bằng mấy triệu khối tràn vào thành phố, kinh khủng. Người chết. Thế là những cái nhà ở trên quận Thanh Xuân của Hà Nội chúng ta, tôi không nhớ kỹ cái số nhà bao nhiêu ở Thanh Xuân Hà Nội. Anh chị em biết cái thông tin đó mà có. Chỉ trong hai ngày 11 tháng 9, 12 tháng 9 ở Libya ở Việt Nam, kinh hoàng như vậy. Cũng vấn đề liên quan đến cái ngôi nhà. Ngôi nhà xây không đúng quy định, không đảm bảo chất lượng, thế là hủy hỏa, nó làm phá hủy hết lửa hận lực. Khi xuống đây cái hình ảnh đó rất là quen thuộc. Cái nhà xứ của chúng ta xây lên một cái nền là móng rất là chắc, cái chỗ là chúng ta phải mua cọc bê tông, cọc bê tông để chúng ta ép xuống 12 mét, cắm xuống lòng đất chắc chắn. Mà không biết là lũ có phá đá không biết. Những ai nghe lời thầy mà không đem ra thực hành thì như người thờ dại xây nhà mình trên cao. Rồi cũng thế, mưa, nước, gió ùa tới thì ngôi nhà nó sẽ sụp đổ thẳng này. Dĩ nhiên thì anh chị em đọc thánh kinh, đọc lời Chúa, Chúa không phải là đi dạy
người ta làm ruộng, dạy người ta đi thả lưới bắt cá, dạy người ta đi làm đường, dạy những bài học làm đường gồ ghề mà. Không phải là dạy người ta đi xây nhà, đi xuống chẳng phải là kỹ sư nông nghiệp mà là kỹ sư xây dựng cầu đường nhà cửa tập. Mà Chúa Giêsu là một vị kỹ sư tâm hồn. Ngài muốn dạy con người từ trong cái cõi lòng của chúng ta, của nhân loại. Lời của Thiên Chúa là lời được nói với con người. Và Thiên Chúa dùng lời của người để dạy dỗ, huấn nắm, sửa dạy. Lời của Thiên Chúa là lời khôn ngoan, nên ai nghe và thực hành thì là người khôn ngoan. Lời của Thiên Chúa là lời đem đến sự sống. Ai muốn sống thì nghe lời của người. Lời Thiên Chúa đem đến hạnh phúc và bình an. Ai đón nhận và lắng nghe thì hạnh phúc và bình an. Chúa rất tôn trọng con người chúng ta. Ngài không có bắt ai phải nghe lời Chúa. Cũng vậy, Ngài không có bắt ai vào đạo thánh của người. Nhưng mà con người nghe, con người đón nhận, con người được sống ở trong hội thánh thì được hạnh phúc. Hạnh phúc cả đời này, cả đời sau, sự sống đời này và sự sống đời sau. Trên lời Chúa ngày hôm nay nói với cái vấn đề xây nhà trên đá hay xây nhà trên cát thì không phải là bảo là chúng ta phải lấy cái bài học này mà làm kinh nghiệm. Kinh nghiệm này chúng ta cũng có. Ở phú lương thiếu gì ông thợ xây đâu. Đầy kinh nghiệm rồi, không cần phải Chúa dạy nhé mọi người. Nhưng mà cái ngôi nhà mà Chúa muốn nói là tâm hồn chúng ta, là gia đình chúng ta. Một cái gia đình, mỗi con người là một ngôi nhà. Hình như là đám cưới nào họ cũng bằng hai anh chị, hai đôi biết ưng, cô dâu chú rể dắt nhau đi vào lâu đài hạnh phúc. Lâu đài là cái nhà, là cái gì? Lâu đài hạnh phúc. Thì không phải là cứ sống ở trong cái ngôi nhà đẹp, ở lâu đài mà hạnh phúc. Hạnh phúc là ở trong tâm hồn của con người. Tiêu gì các bạn ra sống những cái ngôi nhà ngàn tỷ, nhưng mà tâm hồn thì trống rỗng, tâm hồn thì tan nát, đau khổ. Thế thì em đi từ đây xuống Ninh Bình thì thấy thiếu gì những căn nhà vững chắc, nó bền đẹp, đắt tiền. Nhưng mà những con người ở trong đấy thực sự là hạnh phúc chưa? Thì Chúa muốn nói với chúng ta là trong tâm hồn chúng ta. Hôm nay các anh chị đến nhà thờ để cử hành bí thôn phối, anh cầu nguyện, mọi người cầu nguyện, đôi bên gia đình cầu nguyện cho con cháu của chúng ta. Các anh chị cầu nguyện cho chính mình được hạnh phúc, được hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây là phải đón nhận và thực hành lời Chúa, giống như muốn xây dựng cái ngôi nhà bền đẹp vững chắc thì phải xây dựng trên nền tảng là lời của Thiên Chúa. Qua những năm tháng các anh tìm hiểu nhau, các anh chị đã học rõ lý rồi. Chị Anna Trang này được tổ từ tháng 6 cũng đã đọc giáo lý, học giáo lý, nó đọc thánh kinh. Lời kinh tối sáng ngày thường đó là những lời kinh mà chúng ta được đọc, được học. Thầy Chúa Giêsu nói đây là phải các bạn thực hành, thực hành trong đời sống của mình. Kinh 10 điều răn chúng ta phải thực hành làm sao? Kinh 6 điều răn thực hành sao? 14 mối gương người có 14 mối gương linh hồn, 7 mối gương sắc, 7 mối phải làm sao? Để cải thiện 7 mối thì phải làm gì để mà hạnh phúc áp dụng trong đời sống của mình? Bao nhiêu là bài học, bao nhiêu là bài giáo lý? Nhất là giáo huấn của thánh Phaolô đó. Trong bài học thứ hai dạy cái gì? Đức Kitô yêu hội thánh thì người chồng phải yêu vợ mình như vậy. Đức Kitô hy sinh vì hội thánh thì người chồng phải hy sinh vì vợ. Hội thánh vân phục Đức Kitô thì cũng vậy, người vợ phải phục tùng chồng. Từ cái giáo huấn của thánh Phaolô chúng ta áp dụng vào đời sống vợ chồng.
từ đời sống vợ chồng nó phản ánh cái tình yêu của Thiên Chúa cho con người của chúng ta. Chúa Kitô yêu hội thánh nên hiến mình vì hội thánh, thì người chồng cũng vậy, phải hy sinh vì vợ của mình. Nó hy sinh thì nhiều cái phương tiện lắm, hy sinh không nghĩ là thời gian phải ở bên cạnh, không phải là theo cái nghĩa đang lúc nào ở bên cạnh. Hy sinh không phải là mình phải chấp nhận ăn đói mặc rách để cho vợ của mình ăn sang mặc đẹp. Nhưng mà hy sinh từ cái gì? Từ những cái nhỏ. Ông bà anh chị em sống đời sống hôn nhân gia đình thì đầy đầy những kinh nghiệm đó. Dân gian dạy rằng là một sự nhịn chín sự thành kia sao? Khi mà tình yêu rồi thì chỗ lành cũng kê cho bằng. Bao nhiêu là cái ngôn ngữ dạy cho chúng ta phải áp dụng trong đời sống hôn nhân gia đình. Nếu như Chúa Kitô yêu hội thánh phải hy sinh vì hội thánh thì người chồng cũng vậy, phải hy sinh vì vợ, vì con, vì chồng, vì gia đình, để cái ngôi nhà gia đình của mình nó được bền vững, áp dụng lời Chúa vào đời sống giữ đạo. Bây giờ các anh các chị đi làm ở ngoài đường, ngoài phố đi cả ngày chẳng thấy cái nhà thờ nào. Tôi đã có một lần đi ở quận Thanh Xuân cả ngày chẳng thấy cái nhà thờ nào. Cái đợt đó là đi quyên tiền ở trên phố đường ở công định, cả ngày chẳng nhận nhận thờ nào. Vậy công việc nó lấn át cái thời gian của chúng ta. Cô dâu nói là con phải làm từ sáng đến 10 giờ lên thì con không đi đâu lại. Làm như vậy chắc giàu lắm, ngày mấy triệu. Từ sáng đến 10 giờ lên không còn giờ như vậy. Thế thì xây nhà thì cái gì đây? Xây nhà thì cát để người chị làm. Thế chúng ta cứ mãi mê làm lãng tiền bạc của cải vật chất mà quên đi Chúa, quên đi đạo. Là chúng ta đang xây cái ngôi nhà của chúng ta trên cát. Mà xây nhà trên cát là kỳ thờ giải nhất. Bởi vì tiền bạc cũng quyết định cho hạnh phúc gia đình. Thì là bao nhiêu những người chồng phải xa quê vì nhắm tới tiền bạc vật chất và kinh tế cho gia đình. Nhưng khi có đầy đủ tiền bạc kinh tế rồi thì quay lại gia đình đã đổ vỡ tự tôn. Thế chúng ta chọn cái gì? Hôm nay các con đến nhà thờ để cử hành kính khôn khối, thấm đẫm lời của Chúa đã nói dạy chúng ta sự gì Thiên Chúa kết hợp vài người không được phân đi, bất cứ bằng một cái giá nào cũng được phân ly đời sống hôn nhân vợ chồng một khi đã cam kết và thề nguyện trước mặt Chúa. Xác định như vậy thì mới dám hy sinh dấn thân và giúp đỡ nhau, lúc nào cũng phải đưa cái câu lời Chúa ra mà áp dụng cho đời sống gia đình. Một đường chúng ta đây là một giáo xứ toàn phòng nhưng cũng cả chục hơn chục gia đình ta vẫn phải là toàn đồng để hoàn hảo. Giáo xứ mở hơn một chục gia đình ta vẫn ta nuôi để anh chị em thấy cái hậu quả vô cùng tệ hại. Con với để cháu, gia đình, ông bà, bố mẹ và làm sống đã tàn hoại. Vậy nên gia đình thì rất là giảm những bố mẹ và biết nhiều con cái thì nên cũng tan nát lòng dạ của cha mẹ. Một khi không thực hành lời Chúa không có áp dụng trong đời sống gia đình thì cái ngôi nhà hạnh phúc ấy chả được mấy chốc mà tan tành trước cái cơn giông tố bạo tụt của thế gian đang quật ngã gia đình của chúng ta. Bước vào đời sống hôn nhân biết là phía trước không biết thế nào, ngày mai chẳng biết ra làm sao. Có những người thì rất là ung dung tự tại, nói rằng là ngày xa ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao, tự tin như vậy. Ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao thì hết chỗ nào. Nó không nói về cái vấn đề hy vọng tự tin, nhưng mà nó nói về cái sự vô tâm vô cảm. Hôm nay hạnh phúc, ngày mai như thế nào của mình có biết. Thế là mình phải lo trước, phải nghĩ trước, nghĩ sau, nhìn xa trông rộng để những cái mà
dông tố hay bạo hùng nó có thể nó ùa ập đến gia đình của mình thì mình kháng cự và chống lại, chống lại bằng sự khôn ngoan và sự nội trú, chống lại những thử thách ấy bằng các tích tích mà nó nhận hoàn thành để cho thời gian và công việc nó lấn át cái đời sống tự tin lặng của chúng ta. Kinh nghiệm cho thấy gia đình đang vận hành gia đình biến chế đời sống tạo ít đến nhạc hợp. Chúng ta phải tin rằng cuộc đời này không phải là mình làm nên tất cả, phải có ơn phúc của chính Chúa, ơn lành của Chúa, ơn sủng của người, tình yêu của người, đến sự nỗ lực cố gắng của chúng ta kết hợp với tình yêu và sự nâng đỡ của Chúa sẽ hạnh phúc. Muốn được như vậy thì đi bên cạnh sự của Chúa, ngoài cái sức khỏe của mình, khả năng trí tuệ của mình, thì chúng ta vẫn phải sự của Chúa tất cả. Nói như những người đạo đức dạy rằng việc Chúa cho nó cũng là một phần nào đó tinh thần đạo đức của chúng ta. Tin tưởng cầu chúc cho các con khi bước vào đời sống hôn nhân được nhiều phúc lành của Chúa. Cha thì cầu chúc được nhiều phúc lành thôi, chứ cha chưa có cầu chúc cho con nhiều điểm phúc lành, niềm vui và hạnh phúc bình an trong gia đình, để gia đình các con sẽ là những cái lâu đài chắc chắn để vững, lâu đài hạnh phúc. Ở đó tình yêu được nở hoa và hoa trái sẽ là một gia đình đạo hạnh cho giáo xứ của chúng ta. Các con vẫn tận đến, các con cùng nhau đến giờ thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt cửa các viên của Hội Thánh và Tổng đoàn. Đức Kitô giang vào tay ban phúc lành cho tình yêu vô phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của cuộc đời. Người đã dùng bí tích thay thế. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Phê-tô Trần Xuân Thinh, anh Phê-tô Đỗ Xuân Thinh và chị A-na Trần Thị Trang, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Các con có hòa và tự ý và tự do không? Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái chúng sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Vậy lời các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiền, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ước phận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Theo Đồ Xuân Linh, nhận em đã Trần Thị Trang làm vợ và hướng dẫn lòng chung thủy với em khi thịnh vượng, từ những lúc gian nan, khi mạnh khỏe, những lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Anh là Trần Thị Trang, nhận em Theo Đồ Xuân Linh làm vợ và hướng dẫn lòng chung thủy với em khi thịnh vượng, những lúc gian nan, xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự thực thuật các con cho này tỏ trước mặt Hội Thánh và xin Chúa tôn độ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp mọi người không được phân ly, nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lại cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau là dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy.
Em là Anna Trần Huyền Trang, xin hãy nhận chức đơn lại là đấu trì tình yêu và lòng thương kỳ của anh, nhân cha và con và thiên thần. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã ban thương thiện toàn và thánh hóa mối tình của anh Phêrô và chị Anna, chúng ta hãy ký thác những anh chị này cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vị hôn phu của hội thánh, xin Chúa cho hội thánh được tràn đầy ơn thánh và để hội thánh luôn xứng đáng là nhân tên của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. See you.
Francisco. Cho con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa định lệ lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Ngài cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tụng hô rằng: Ngài vui trong thân toàn Chúa.
theo dõi những định chế Chúa đã ban phòng thiết lập để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh tiền và đã bỏ dẫn bằng cùng một bánh và cùng một chén, không ngờ Chúa cho làm nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vâng, anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở các con và lưu mãi lại trong nhà các con. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự sống hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho các con nêu chứng tình yêu của Chúa ở nơi trần gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Và bộ trạng hôm nay để chúc mừng thành phúc cho các bạn. Cưới xong là bạn đi Hà Nội mà đi cày. Cày ngày cày đêm, cày sáng cày tối. Thì là bỏ hết cả lễ, bỏ hết cả tập kinh cầu nguyện. Cày xong quay lại thì nhà mình sụp rồi. Nhớ nhá. Chúa là núi đá cho con Chúa, là thành trì để đỡ nâng con. Chúa là nguồn mạch mọi hồng ân, mọi phúc lành, mọi ơn phúc. Chúa là nguồn mạch mọi sự. Nhớ những cái điều ấy để mà tìm đến nguồn mạch mọi sự là Chúa. Làm thì nhớ chúc nhật đi lễ. Và đi lễ thì phải giữ lễ từ đầu đến cuối, chứ đừng ngồi trước điện thoại. Tối sớm vợ chồng không thuộc kinh thì mở sách, mở điện thoại đã đọc kinh tối sáng đi thường. Thầy cầu nguyện thầy xin ơn. Gia đình nào thế? Nhất là các gia đình nửa ở miền Nam, nửa ở miền Bắc, rồi góc ở Hà Nội. Mỗi người ở nơi không biết là cái gia đình này để sinh cái điều gì nhé. Thì lấy kinh tế, tiền bạc của công ty không nói chuyện đến. Nhưng phải phải nhắm tới hạnh phúc gia đình. Có những bố mẹ là để con gái ở nhà đi làm đi kiếm tiền thành phố. Về đến nhà, con trở thành con liên, con nợ. Thế thì đi làm cái gì nhé. Thà ở nhà đi kính với chồng của mình còn có hạnh phúc vật hơn là kiếm tiền kiếm bạc. Ra ngoài thì ấy, gia đình có những gia đình ra ngoài nó rất là sáng. Vô lượng do đi hàng tội kinh tế khá đi, nhưng mà nhắm lại gia đình là cái giá của cái tiền bạc ấy có đủ để xây dựng hạnh phúc gia đình không? Mình phải tính cái khôn, tôi không nói nhiều về kinh tế đâu nha, tính khôn và tính cứ vợ ở nơi trong đồng nơi mà làm thế. Trừ những trường hợp mà người ta hành thiết nào mà có ưu thế nào mà sử dụng. Lên xong cho anh chị em luôn được bình an. Tối nay không có lễ, sáng mai có lễ.